ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị cộng đồng mạng cho là hợm hĩnh, ảo tưởng khi tổ chức họp báo công bố kế hoạch làm một cuốn phim về cuộc đời mình lấy tên là Hào Quang Rực Rỡ The King vào thứ tư tuần trước, ngày 21 tháng 3. Trong bài viết Ai đúc ngai vàng cho Đàm Vĩnh Hưng đăng trên báo Tiền Phong, tác giả Minh Nhật đã viết rằng ngoài cụm từ hào quang rực rỡ thì danh xưng The King, tức là ông hoàng, là điều khiến nhiều khán giả thắc mắc, tự hỏi Đàm Vĩnh Hưng đã cống hiến được những gì để được tôn lên hàng vua chúa. Theo bài báo thì sự tự tin và những toan tính không còn là điều lạ về Đàm Vĩnh Hưng. Trước nay thì anh này nổi tiếng là người lắm chiêu nhiều trò trong giới giải trí, luôn biết cách để làm nổi bật tên tuổi. Thế nhưng việc tự xưng là ông hoàng vẫn là một cách đánh bóng bản thân quá mức. Ngay cả ở thời kỳ đỉnh cao thì Đàm Vĩnh Hưng cũng không phải là người tiên phong hay đột phá về âm nhạc. Sự nghiệp của ca sĩ này chủ yếu gắn liền với các ca khúc bolero, vốn là dòng nhạc ổn định về số lượng khán giả, không đòi hỏi nhiều sáng tạo. Chuyện Đàm Vĩnh Hưng tự nhận mình là The King cũng tương tự như chuyện một ca sĩ trẻ trong nước gọi mình là Queen of V-pop, tức là nữ hoàng nhạc Việt, hay chuyện ca sĩ Ngọc Sơn tự phong mình là giáo sư âm nhạc. Tất cả ít nhiều cho thấy sự ảo tưởng của một số nghệ sĩ dù già hay trẻ. Đôi lúc họ cũng bị mất tỉnh táo để rồi bị mờ mắt trước ánh hào quang quá rực rỡ của sự nổi tiếng. Tác giả bài báo cho rằng Đàm Vĩnh Hưng không hề sai khi có ý định làm phim về cuộc đời chính mình. Anh có quyền tô vẽ, thậm chí là bóp méo nó, miễn đừng biến nó thành bộ phim có tính tiểu sử, trở thành khoa học viễn tưởng. Điều khiến mọi người lấn cấn hiện tại vẫn là danh xưng ông hoàng, The King mà anh luôn tự đặt cho mình. Vấn đề là đã có ai đúc ngai vàng đâu mà anh cứ đòi ngồi vào. Trước dư luận này, thì chiều ngày 27 tháng 3, Đàm Vĩnh Hưng lại tổ chức họp báo cho biết quyết định bỏ chữ The King trong tên phim. Trên trang cá nhân của mình, ca sĩ này viết, bản thân mình chưa bao giờ dám vỗ ngực xưng tên với những danh xưng ông hoàng nhạc Việt hay vua chúa. Truyền thông và khán giả ưu ái gọi thì Hưng trân trọng và biết ơn. Tên cuốn phim là do đạo diễn quyết định, nhưng nhận thấy ý kiến đóng góp của khán giả là hợp lý, nên ekip nhà sản xuất quyết định bỏ chữ The King cho phù hợp. Bên cạnh bỏ danh xưng The King, thì Đàm Vĩnh Hưng cũng làm rõ một tranh cãi khác về cuộc họp báo. Người ca sĩ xuất thân từ thợ cắt tóc này nói rằng chiếc ghế ngồi ngay tại booth chụp hình tại họp báo không phải là ngai vàng dành cho vua chúa, mà thực tế chỉ là chiếc ghế cắt tóc được làm cho lộng lẫy hơn để nhắc nhở rằng anh bắt đầu mưu sinh với công việc là thợ cắt tóc.